Thì bây giờ các bạn thấy được là cái giao dịch mua hàng nhé, rồi số người mua này, cái cộng với số tiền chi tiêu thì các bạn sẽ tính ra được cái chi phí trên mỗi lượt giao dịch mua hàng là bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ tốn 67.000, 65.000 và 83.000 một đơn đó. Và giá trị đơn á, là giá trị cho những cái đơn mà mình đã bán đó là tầm 4 4 triệu này, 19 triệu này, 33 triệu. Hello mọi người, mình là Thi Hà Nguyễn và mình đến từ Richmond. Và ngày hôm nay mình vừa đi công chuyện về và mình có một chút thời gian rảnh để mình tiện mình làm một cái video chia sẻ cho mọi người cách để chạy quảng cáo Facebook nó hiệu quả hơn. Các bạn hiện nay mình thấy những người mà đang muốn về kinh doanh online ấy, và các bạn tìm hiểu về quảng cáo Facebook Ads rất là nhiều. Nhưng mà mình nói thật với các bạn là những người đã chạy quảng cáo Facebook lâu năm ấy, nếu mà ai mà chạy hiệu quả thì người ta sẽ vẫn là duy trì. Còn những người mà chạy không tốt thì bây giờ thường người ta đã bỏ Facebook và người ta theo TikTok Shop rồi. Còn người mà chạy tốt thì người ta sẽ vẫn duy trì cả hai, cả Facebook Ads và TikTok. Mình kiêm cả ba nữa, mình chạy thêm cả Google Ads. Thì ngày hôm nay thì mình có một chút thời gian thì mình chia sẻ với các bạn đang muốn tìm hiểu về quảng cáo Facebook, có thể là nó sẽ giúp ích được cho các bạn nhiều đấy, để các bạn có thể tối ưu được cái mô hình kinh doanh của các bạn. Mình sẽ chia sẻ ngắn gọn nha, cũng như là mình sẽ nói kỹ và chậm, cho nên là các bạn xem thì các bạn đừng có tua, các bạn không không biết được đâu, không hiểu đâu. Và trên màn hình của các bạn đó là kênh YouTube của mình, kênh này là kênh mới. Còn nếu như bạn nào mà theo dõi về mình đã lâu ấy, ví dụ các bạn lên YouTube đi, nếu các bạn nào mà theo dõi mình lâu, các bạn ví dụ như là các bạn search là nên chạy quảng cáo tin nhắn hay tương tác như này này, các bạn sẽ thấy video của mình đầu tiên nhé, với 22.000 lượt xem đó. Thì ở đây mình cũng đã nói rất là kỹ về cái vấn đề về chạy quảng cáo. Thì lát nữa sau khi xem xong video này, các bạn có thể xem lại cái video mà trên màn hình của các bạn đang xem nha. Mình chắc chắn là nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều đấy. Rồi thì sẵn tiện thì các bạn trước khi bắt đầu thì các bạn bấm đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh mới này của mình nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nhé. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu nhé. Mình sẽ mở một số cái tài khoản của mình lên đang chạy các bạn xem. Ví dụ như cái tài khoản này mình đang chạy về mặt hàng là thời trang này. Mình sẽ mở một cái tài khoản mà nó đã vừa đai của mình ở đây nhé, vừa đai. Rồi, thì đối với tài khoản này thì mình cấu hình cái việc giá trị mua hàng và giá trị cho từng đơn hàng và chi phí cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu. Cho nên là cái này thì mình sẽ lấy cái tài khoản này để làm mẫu cho các bạn nha. Ok, để mình load lại F5 lại cho các bạn xem. Tài khoản này thì nó bị khóa rồi nhé. Này, mình tắt này đã. Rồi các bạn xem, các bạn đừng có tua nha, tại vì mình nói nó nhiều cái các bạn xem thì các bạn lại hiểu hiểu nhầm á. Rồi. Bây giờ cái việc như cái video mà hồi nãy mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái video trước của mình, đó là nên chạy quảng cáo tương tác hay quảng cáo tin nhắn đấy, thì câu trả lời là chạy cả hai. Thường thì các bạn sẽ lên video, lên cam và các bạn sẽ set chiến dịch quảng cáo tin nhắn luôn và không quan tâm gì đến quảng cáo tương tác cả, thì các bạn nên chạy cả quảng cáo tương tác nữa nhé. Thì về chi tiết như thế nào để mình sẽ nói cho các bạn biết. Rồi thì đầu tiên á, để mà xét được cái quảng cáo, bây giờ mình sẽ mở một cái file Google Sheet đây, các bạn chịu khó một chút xíu nhé, tại vì mình cũng không phải gấp gáp gì cả đúng không ạ, tại vì mình đang học mà đúng không, mình học thì mình phải từ từ thôi. Rồi ok,
Cái việc mà chạy quảng cáo Facebook á, mình sẽ đưa cho các bạn bốn cái như này. Một á, để bật blog lên, sản phẩm này. Thứ hai á, đó là fanpage này. Thứ ba là mới là đến mới đến cách chạy mà, và thứ tư đến tút này, tip này, click này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái yếu tố đầu tiên. Nếu mà mình nếu bây giờ mình vào, ví dụ các bạn đang đang chờ đợi mình việc là mình vào, mình sẽ chỉ các bạn cách target, cách set như nào đấy, đúng không? Chắc chắn là sẽ có, nhưng mà nó không là quá nhiều, cũng như là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều vào với cái hiệu quả của chiến dịch. Nên các bạn sẽ học những cái này trước, nó sẽ ảnh hưởng tới quảng cáo của các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về sản phẩm nhé. Rồi cái sản phẩm của các bạn á, như sản phẩm của các bạn ngon thì các bạn chạy kiểu gì nó cũng sẽ hiệu quả thôi. Tại vì ví dụ như đối với một cái sản phẩm ngon, các bạn lại có một cái giá rất là cạnh tranh nữa, chi phí đầu vào thì nó thấp, thì các bạn chạy kiểu gì nó cũng ngon. Mặc dù các bạn không cần phải target, các bạn không cần phải viết nó content nó quá là hầm hố ấy, và hay là chạy nó quá là khác biệt, thì nó cũng mang lại hiệu quả và các bạn đã có lãi rồi. Đó là mình nói thẳng về cái sản phẩm, tại vì mình có nhiều sản phẩm mà gọi là sản phẩm win ấy. Hoặc là các bạn nào các bạn chạy thời trang thì các bạn sẽ có một cái mẫu gọi là mẫu win. Thì các bạn những cái mẫu như vậy ấy, các bạn không cần phải target nhiều, các bạn chỉ việc là tập trung đẩy cái sản phẩm đấy thôi. Các bạn đẩy như thế nào? Các bạn đẩy bằng đẩy ngân sách này, các bạn nhân cam nhân nhóm này, các bạn đẩy bằng những cái tài khoản khác này. Đó. Đối với sản phẩm ngon thì mình không có nói gì nữa nhé. Các bạn đã test ra sản phẩm rồi á, các test ra sản phẩm, test ra mẫu rồi thì thôi, mình bỏ qua phần sản phẩm đi. Mình nói về cái fanpage. Được không? Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn như một cái fanpage mình đang chạy nha. Cái fanpage này thì mình đang chạy về cả một mảng xây dựng nữa. Thì mình lấy một cái về xây dựng này mình làm ví dụ cho các bạn. Rồi, cái fanpage này đây. Các bạn nhìn vào các bạn thấy nó bình thường đúng không? Các bạn thấy nó bình thường. Thì mình cũng không có tác động gì nhiều đối với fanpage này. Chỉ có một cái đó là mình sẽ, các bạn nhớ là mình có một cái URL. Bất kỳ một cái đường dẫn URL nào, đường dẫn nào ấy, cái gọi là cái đuôi của cái URL đó đó nó phải chứa gọi là gần như là cái sản phẩm của các bạn. Mình nói kỹ hơn như thế này nhá. Ví dụ như các bạn nếu các bạn nào làm SEO á, làm SEO như này, đúng không? Ví dụ các bạn lên Google, các bạn search cho mình cái từ khóa đó là kinh nghiệm mua sắm này. Rồi. Cái website của mình đứng thứ hai, được chưa? Click vào. Mình lấy một cái bài này để làm ví dụ thôi. Thì ví dụ như cái đằng sau cái đường dẫn, trong cái đường dẫn URL này này, nó phải chứa cái từ khóa đó là kinh nghiệm mua sắm. Đó. Thì cái việc mà cái URL nó có cái đường dẫn là cái từ khóa mà mình muốn SEO, rồi cái nội dung bài viết có chứa từ khóa đó, thì khả năng SEO lên top Google nó sẽ cao hơn những bài mà không, trong URL nó không chứa từ khóa. Thì đối với Facebook cũng vậy thôi. Đối với Facebook á, nó mặc dù là nó mình không SEO cho Google, nhưng mà bản thân cái đường dẫn này này là nó cũng phải chứa một cái từ khóa. Nó liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Cái này thì nó cũng chiếm một phần nào đó cái sự gọi là độ trớt của cái fanpage. Rồi, đó một cái, đó là một cái vấn đề nhỏ thôi. Tiếp theo á, mình sẽ nói về cái phần mà những cái thông tin ở đây này. Thì có nhiều bạn là bạn ấy sẽ không cập nhật từ số điện thoại, từ website, từ địa chỉ và những cái sản phẩm mà các bạn bán, cũng như là cái phần content mà các bạn đăng lên á, các bạn đăng rất là hời hợt. Nó giống như là các bạn chỉ chăm chăm vào cái việc bán hàng thôi, các bạn không có đăng những cái nội dung khác á, thì cái fanpage đó, thằng Facebook nó sẽ gọi là nó sẽ không thích cái điều đó đâu. Nói nếu mà nó không thích điều đó là nó khá là chung chung đúng không? Mình gọi là nó giống như là nó sẽ không mở rộng cái tệp người dùng mà nhìn thấy cái fanpage, nhìn thấy những cái bài viết trên fanpage của các bạn. Cho nên là các bạn phải lâu lâu các bạn phải đăng những cái nội dung nào đó mà nó có giá trị, hoặc là nó có cái cảm xúc tới người dùng, ví dụ như là vui. Các bạn có thể lâu lâu các bạn đăng những cái ảnh vui mà liên quan tới sản phẩm ấy. Đó thì những cái nội dung đó nó sẽ được mở rộng cái tệp người dùng nhìn thấy bài viết đó hơn. Thì khi mà các bạn quảng cáo ấy, các bạn cũng sẽ thấy được là cái sự khác biệt, nó sẽ được gọi là tiếp cận cao hơn. Và khi mà tiếp cận được
nhiều người hơn với cùng một số tiền thì cái con số CPM nha các bạn nha. Lúc đấy thì cái chỉ số đó là CPM ấy, nó sẽ rẻ đi. CPM là viết tắt của chữ cost per mile mà là chi phí cho 1.000 lần được hiển thị. Thì nếu mà mình được cùng với một số tiền mà mình hiển thị được nhiều lần hơn thì cái CPM nó sẽ rẻ. Đó. Rồi, tiếp theo một cái nữa mà mình muốn nói tới trong cái yếu tố về fanpage á, đó là các bạn phải đi seeding nhá. Các bạn phải seeding. Seeding là các bạn đi comment mồi á, là về khen sản phẩm này. Rồi các bạn nói những câu đánh giá tốt về cái sản phẩm đó để cho ví dụ người khác quảng cáo thấy á, là người ta sẽ thấy được là cái người trước đã mua đó. Thì cái vấn đề này mình thấy cũng nhiều bạn đang làm rồi, thì các bạn cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà mình chỉ có một cái lưu ý như này thôi, là các bạn hãy seeding trước khi bài quảng cáo đó chạy nha. Có nghĩa là nếu các bạn mà seeding lúc mà quảng cáo chạy rồi á, là thằng Facebook nó sẽ biết, đáng lý ra là nó đang phân phối quảng cáo theo hướng A, nhưng mà bây giờ các bạn đi seeding như thế á, nó lại hiểu nhầm mà nó lại đi phân phối quảng cáo cho những người theo hướng B, mà giống như những cái người mà đi seeding á. Đó, tại vì mỗi nick Facebook á là có cái sở thích riêng. Facebook gán cho nó là những cái sở thích riêng. Thì cái điều đó mà nếu bây giờ các bạn vào nick cá nhân của mỗi người đúng không? Các bạn sẽ thấy được là cái phần xem thêm này. Các bạn vào lúc thích này. Đó, đây là những cái mà khách hàng thích, và Facebook nó sẽ dựa vào những cái trang này và nó sẽ đánh giá sở thích của mỗi người thì nó phân phối đấy. Rồi. Nãy giờ mình đã nói về một chút về 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 sản phẩm là mình nói rồi nhé, mà nãy giờ mình đã nói một chút về fanpage rồi đó. Thì về cái fanpage á, nó sẽ còn nhiều cái về nâng cao nữa mà các bạn có thể là, thứ nhất là các bạn có thể là tối ưu cái fanpage, thứ hai là quản trị fanpage, những cái người nào mà có những cái nick viewer nào mà quản trị fanpage mà không tốt ấy, hay là nó đã từng chạy từng vô hiệu hóa, hoặc bạn nào chạy quyền thanh toán ấy, thì các bạn cũng nên xử lý làm sao cho nó tốt. Thì có nhiều cái nó nâng cao nữa mà mình sẽ dành thời gian mình nói cái khác. Mình nói về cách chạy, ý là cách chạy đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại cái phần quảng cáo ở đây được không ạ? Rồi. Bây giờ các bạn thấy là chi phí trên mỗi kết quả này này là 13.000, 17.000, 25.000 ấy, nó không cao cũng như là nó không là thấp, nó ở mức độ trung bình. Nó tùy thuộc vào mỗi sản phẩm nhé. Đối với những cái sản phẩm mình đang chạy thì nó biên độ lợi nhuận khá là tốt đó, và cái mét như thế này thì nó gọi là khá là tốt luôn đó. Thứ nhất là về biên độ lợi nhuận tốt và giá mét như này nó cũng đang rất là tốt, thì mình duy trì thôi. Nói chung là mình có nhiều tài khoản này đây, lấy tài khoản khác mình chạy thôi đó. Thì bây giờ các bạn thấy được là cái giao dịch mua hàng nhé, rồi số người mua này, cái cộng với số tiền chi tiêu, thì các bạn sẽ tính ra được cái chi phí trên mỗi lượt giao dịch mua hàng là bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ tốn 67.000, 65.000 và 83.000 một đơn đó. Và giá trị đơn á, là giá trị cho những cái đơn mà mình đã bán đó là tầm 4 4 triệu này, 19 triệu này, 33 triệu. Ví dụ như cái thằng 4 triệu này đi đúng không, 4 triệu này là của 19 người mua, thì bây giờ mình sẽ xem là cái số tiền mà mình bỏ ra là bao nhiêu. Mình bỏ ra chỉ 1 triệu 6 thôi, và là mình bán được 4 triệu 3 rồi. Tiếp theo là 19 triệu này, và mình chạy 5 triệu 8 mà mình bán được 19 triệu. Còn tiếp theo là mình bán 9 triệu 8, à mình chạy 9 triệu 8 và mình bán được 33 triệu. Thì đó là một con số cũng khá là tốt. Rồi, mình không nói là nó quá tốt đâu, tại vì có nhiều cái mình cần phải tối ưu nữa, nhưng mà như vậy thì nó cũng đã có một cái biên độ lợi nhuận nó ok rồi. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ nói về cái cách chạy nhé, tại vì nó là cái thứ ba mà. Thì lát nữa cái tút tip trick á, thì nó liên quan tới gọi là nó yếu tố việc lách rồi. Rồi, cái vấn đề về tút tip trick á, không phải là mình không muốn chia sẻ cho các bạn, tại vì nếu như bạn nào đã chạy quảng cáo lâu ấy, các bạn có những cái cộng đồng, các bạn có những cái nhóm, thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể biết được là những cái tút đó. Rồi thì các bạn có thể biết được nhiều cái chạy black đúng không? Rồi các bạn có những cái cách để các bạn nuôi nuôi tài nguyên đó. Thì những cái này không phải là mình không muốn chia sẻ, nhưng mà thứ nhất á, nếu mà mình chia sẻ nó sẽ ảnh hưởng tới những cái khác là một. Cái thứ hai đó là những vấn đề black như này mình không nên công khai trên internet. Nếu như bạn nào mà quan tâm ấy,
Rồi nếu như bạn nào mà quan tâm tới vấn đề này á, thì một là các bạn sẽ đây các bạn sẽ vào kênh YouTube của mình nhé. Một là các bạn sẽ liên hệ với nick Facebook cá nhân của mình. Hai á, nick Facebook này là Facebook mới của mình nhé, mình mới lập cái Facebook này. Cách thứ hai á là các bạn sẽ vào nhóm của mình. Đây thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở đây hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì ở đây là mình đang chia sẻ với các với mọi người ở trong nhóm quan tâm này ha. Đó thì các bạn có thể vào đây. Rồi. Mình quay trở lại với cái vấn đề đó là rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái vấn đề đó là cách chạy nha. Rồi, vấn đề về cách chạy. Nếu các bạn nào nhớ cái lúc ban đầu cái video này mình nói với các bạn là các bạn đã quên là cái việc chạy quảng cáo tương tác đúng không? Thực ra thì chạy quảng cáo tương tác á, nó sẽ có hai cái tác dụng. Đó. Chính xác hơn là theo mình là có ba cái tác dụng. Rồi, các bạn vào đây này. Rồi các bạn, ví dụ các bạn chọn lên tương tác ở đây đi. Thì trong này á, nó sẽ có những ba cái sự lựa chọn cho bạn này. Các bạn mình làm tiếp nhé. Ok, ở trong cái phần đây này, nếu các bạn trên quảng cáo của bạn đúng không? Nó sẽ có ba cái loại tương tác như này. Xem video tương tác với bài viết và phản hồi sự kiện, còn cái giao diện cũ ấy là có thêm một lượt like trang nó sẽ nằm ở đây. Đây thì các bạn sẽ kéo xuống đến phần này, các bạn sẽ thấy được là đây này, phần lượt thích trang này, thì có nghĩa là mình đang chạy như này là mình đang chạy cho thích trang. Mình thì mình nói là cái chỗ phần tương tác á, là mình sẽ chạy cho lượt tương tác với bài viết là cái phần này. Thì như mình nói ban đầu ấy, nó sẽ có ba cái phần tác dụng đúng không ạ? Ba cái tác dụng, thứ nhất á là một cái cho cái bài viết nó đẹp hơn. Bài viết đẹp hơn là các bạn sẽ đăng bài viết lên fanpage và sau đó các bạn sẽ chạy tương tác thì lượt like, lượt chia sẻ nó rất là tốt. Đó. Thì nó sẽ giúp cho gọi là độ uy tín của fanpage cao hơn. Đó. Còn cái tác dụng thứ hai đó là cái tệp. À. Thứ hai là cái khi mà các bạn một tài khoản mới á, các bạn chạy tương tác, các bạn chạy nhiều khi các bạn chạy việc chính sách á, các bạn nhiều lúc các bạn cũng phải mồi, thậm chí bây giờ có nhiều tút rồi nhưng mà các bạn cũng cần phải mồi một hình gọi là một hình thiên nhiên thôi, không ghi một cái gì, chỉ để một cái cây và một cái mảnh đất chỉ thôi, viết nói chung là một cái hình thiên nhiên, nó sẽ giúp cho cái việc cái tài khoản của bạn có thể cắn được tiền cái ngưỡng 50k đầu tiên, sau đó các bạn tắt, các bạn lên cam tin nhắn. Nói chung đây là một cái cách mà vẫn nhiều người chưa biết nhưng mà có nhiều người cũng xưa nay vẫn dùng cái cách này, thì mình thấy cách này vẫn đang rất là ổn. Thì đó gọi là mồi tài khoản đầu tiên, mồi cam đấy, mồi cam. Rồi ok, tiếp theo là một cái khá là quan trọng mà nó sẽ kết hợp với chạy quảng cáo tin nhắn, đó là khi các bạn chạy quảng cáo tin nhắn á, thường các bạn sẽ đăng bài viết trên trang và các bạn sử dụng cái bài viết có sẵn đó đúng không, thì các bạn sẽ chạy thêm một bài tương tác sử dụng đúng cái bài viết đó thì gọi là tăng tương tác cho bài viết chạy ad tin nhắn đó. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho bài viết đẹp hơn nhưng mà cái điều quan trọng á là giúp cái tệp người dùng có thể. Rồi thì đó cái tệp cái bài viết của các bạn á, nó sẽ được mở rộng tới cái nhiều người dùng hơn, có nghĩa là cái tệp tiếp cận của bài viết đó nó sẽ được mở rộng hơn. Ví dụ như này, thường á cái phần tin nhắn thì các bạn chạy ít thôi, các bạn chạy mấy mấy chục thôi. Bây giờ mình lấy ví dụ như này nhá, các bạn sẽ chạy 20k cho cái cam việc tương tác này đó. Rồi mà hiện tại các bạn đang chạy là CPM 100 ngàn, các bạn bỏ ra 100 ngàn, các bạn tiếp cận được gọi là các bạn được 1.000 lần lượt hiển thị á, thì như mình nói cái bên trên là về cái CPM, thì cái CPM ở đây có phải là 100 ngàn không? Rồi 100 ngàn. Thế thì bây giờ các bạn chạy thêm 20 ngàn nữa đúng không? Thì cái CPM nếu mà vẫn tiếp cận được 1.000 vẫn hiển thị được 1.000 lần á, thì có phải các bạn là đang đang bị đắt hơn đúng không? Nhưng mà cái 20k này này cho cam tương tác này á, nó sẽ giúp cho cái cam của bạn nó sẽ gọi là được tiếp cận thêm tầm khoảng là hơn 300 người.
Không phải là 20.000 là tiếp cận được 300 người nha. Thứ nhất là 20k nó sẽ tiếp cận được một số người nhất định rồi. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn trẻ tương tác á thì cái tệp 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 người dùng của cái bài viết đó nó sẽ được vô hình chung nó sẽ được mở rộng hơn tầm khoảng hơn 300 người gì đó. Thì bây giờ các bạn sẽ tính nhé. Các bạn sẽ tính là mình sẽ tốn 120k. Nhưng mà mình sẽ được tầm khoảng là ví dụ mình sẽ tính là 1.300 người đi, nhưng mà hiển thị lúc nào cũng sẽ hơn tầm khoảng hơn 300 người. Đúng không? Hiển thị lúc nào cũng sẽ cao hơn số người tiếp cận mà. Chính vì thế con số tần suất nó mới cao, con số tần suất nó mới hơn một một chấm, đúng không? Thì bây giờ cái này nó sẽ hiện thì tí là tầm khoảng là 1.300 được hiển thị đi. Ví dụ thế. Đó. Thế thì bây giờ các bạn tính nhá, CPM bao nhiêu? CPM. CPM có phải là sẽ bằng là số tiền là 120k. 120k mà chia cho là 1.300 đi. Đó. Thì cái CPM bây giờ nó chỉ tầm khoảng là rơi vào khoảng 92k. 92.000 thì mình đã gia tăng được số người số số lần hiển thị hơn so với cùng một bài viết đó. Thì cái việc mà chạy tương tác á, nó không ra tin nhắn đâu các bạn ạ, ít lắm, nếu mà có rất ít, và có thể có ra comment nhiều hơn, nhưng mà thực sự là khách hàng tiềm năng chỉ từ từ chạy quảng cáo tương tác là không có đâu nha các bạn. Các bạn phải chạy tin nhắn nhưng mà phải kết hợp chạy cả tương tác nữa. Nói chung là về cách chạy, nếu các bạn lên tìm những cái nội dung ở trên YouTube về cách chạy quảng cáo Facebook ấy, thì các bạn á, sẽ thấy được cái cách cách người ta hướng dẫn như này này, cách người ta hướng dẫn á, và vô từng bước này, đặt ngân sách này, rồi thì là target, độ tuổi, vị trí, cái này các bạn xét rất là nhanh luôn. Tương nhiên là trong này nó sẽ có một số mẹo nữa. Thứ nhất là target này, đặt ngân sách này, nhân chia ra nhiều nhóm, test AB này, rồi quảng cáo các thứ tạo mẫu là tin nhắn làm sao cho khách người ta có thể chuyển đổi ngay trong cái phần mà khi mà người ta nhắn nhắn đến á, thì người ta có thể gia tăng cái chuyển đổi mua hàng cao. Thì nói chung là có nhiều cái để mình nói về cái phần cách chạy này, nhưng mà hiện tại là mình đang nói về một số cái mà gần như là kiến thức cũng không hẳn là nâng cao đâu, nhưng mà có thể là nhiều người các bạn ấy chưa biết. Rồi thì bây giờ nhá. Đấy, bây giờ là cái về cái phần này mình sẽ nói thêm ở cái chỗ đó là tính chi phí cho một tin nhắn là bao nhiêu để cho gọi là các bạn hình dung được là không biết là nên chạy 1 mét bao nhiêu tiền là cái giới hạn. Đúng không? Ví dụ như các bạn chạy thà là các bạn muốn biết là một con số như 30.000 một tin là con số tối đa mà cho phép mình là không lỗ, nó giống như điểm hòa vốn vậy, gần gần như vậy. Còn nếu mà là khoảng 30 hơn nghìn trở lên đó thì coi như là nó không nó quá cái mức những con số đưa ra, thì cái này mình phải tính nhá. Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ vào cái nhóm này của mình hoặc là vào trang cá nhân của mình ấy, mình có viết một bài đây để mình để một lát nha. Đây ví dụ bài này đi, chuyện chi phí trên 1 mét bao nhiêu ấy, đây này có tính là doanh, nó sẽ phụ thuộc vào doanh thu mong muốn theo tháng, phần trăm marketing tối đa có thể chi, giá trị trung bình đơn hiện có là bao nhiêu, tỷ lệ chốt đó. Từ từ bốn cái này thì bắt đầu mình sẽ tính ra được là chi phí trên 1 mét là cho phép mình đạt tới con số đó. Nếu như bạn nào không biết cách tính á, thì các bạn liên hệ với mình, các bạn với mình thì mình mới thấy tin nhắn chờ của các bạn nha, hoặc là các bạn có thể vào nhóm này luôn. Thì cái phần này các bạn phải phải tính, có lẽ mình nghĩ là các bạn chưa bao giờ các bạn tính cái phần này luôn đó, đó là mình nói thiệt. Hoặc là các bạn sẽ vào website của mình này, đây đúng không? Các bạn lâu lâu các bạn sẽ có thể các bạn vào mục blog á, các bạn sẽ đọc những cái bài viết trên này của mình nhé. Đó, mình cũng thường xuyên mình đăng những cái bài. Đó, đó là những cái mà mình chia sẻ với các bạn. Và tiếp theo cái phần nữa đó là đó là cái phần về phần đẩy ngân sách á. Đương nhiên là các bạn trong suốt quá trình các bạn chạy, các bạn sẽ có những cái chiến dịch mà nó rất là tốt, nó rất là hiệu quả, và các bạn muốn đẩy ngân sách cho cái chiến dịch cái nhóm quảng cáo đấy lên thì các bạn sẽ làm như thế nào. Thì
Có lẽ là cái nội dung đó mình làm riêng một cái video, tại vì video này cũng khá là dài rồi. Và mình xin chúc mừng những bạn nào mà từ xem từ video đến đầu video cho đến cuối video này, các bạn thấy được những cái nội dung này, tại vì từ lúc đầu mình nói về những cái vấn đề mà có thể là các bạn đã biết rồi, các bạn bỏ qua. Và thường thì những nội dung mà hướng dẫn chạy quảng cáo ấy, người ta sẽ không nói quá nhiều về kỹ thuật đâu, hoặc là cái tư duy để các bạn chạy, tại vì mình cũng không, cái cách của mình làm á, nó sẽ có, các bạn phải hiểu rằng chạy quảng cáo Facebook á, nó không có tính đúng sai nha các bạn nha, các bạn nó chỉ có cái tính phù hợp thôi, phù hợp với người dùng, phù hợp với cái người chạy quảng cáo ấy, phù hợp với Facebook, phù hợp với từng thời điểm nữa cơ. Đó, cho nên là không, các bạn không thể áp dụng cho những cái cách mà của người khác và sản phẩm khác, đó áp dụng ngược lại cho bạn mà các bạn sao chép y chang như vậy, các bạn mong là nó hiệu quả thì nó không đâu các bạn nha. Rồi thì video này cũng khá là dài rồi, thì mình sẽ thường xuyên làm thêm những cái video mà nó hay, cũng như là những cái câu hỏi mà mình hay gặp ở trên group của mình á, thì mình sẽ làm video ở trên này luôn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh nha, các bạn nhớ đăng ký kênh để thứ nhất là ủng hộ cái video này cho nhiều người biết tới hơn, thứ hai là các bạn có thể xem được những nội dung mà nó thâm cung bí sử hơn về quảng cáo Facebook cũng như là làm SEO web đó. Ok, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và hẹn các bạn ở một cái video tiếp theo. Ok, bye bye.